Ba đã nói khi nào con đủ 118 tuổi, con có thể ra ngoài như những người lớn khác dẫn đến rồi đi khỏi khách sạn này mà. Nhưng mê vì quê vì không an toàn, bè bè bè. Nhưng ba, 30 năm trước ba đã hứa rồi. Con nhớ rõ khi ấy chúng ta đang ăn món chuột xào xả ớt và ba còn nói là ba sẽ giữ lời. Chào buổi sáng, Mavi Wavy. Chúc mừng sinh nhật chuột con của ba. Cảm ơn ba, con biết hôm nay là sinh nhật của con mà. Ba có nhiều trò vui dữ lắm. Nhưng trước hết, ta đi bắt gà con một cặp cái đã. Chỉ hai ba con mình thôi nhé, nhóc con. Ba, làm ơn nghe con đã. Chúng ta phải nói chuyện với nhau. Con muốn đi ra xem thế giới bên ngoài, con đi đi. À ha, con biết ngay ba sẽ nói vậy mà. Nhưng ba nói là sẽ giữ lời. Và ba thừa biết, con biết rằng mỗi lời của ma cà rồng đều rất linh thiêng. Rằng sự tin tưởng là cốt lõi của... Khoan, sao? Ba nói con có thể đi. Ba đang chọc con hả? Không, 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 không. Con đã đủ lớn khôn để lái quan tài. Con đã đủ lớn khôn để tự đưa ra quyết định. Con có thể đi. Mê tay con dơi, mê tay con dơi.